Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Bão số 2 có khả năng mạnh lên, hướng về Móng Cái. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 16 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc, 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 320 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo từ 16 giờ ngày 9 tháng 8 đến 16 giờ ngày 10 tháng 8, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 110,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Từ 16 giờ ngày 10 tháng 8 đến 16 giờ ngày 11 tháng 8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 107,1 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 8. Từ 16 giờ ngày 11 tháng 8 đến 4 giờ ngày 12 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và suy yếu dần. Cảnh báo khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ tối và đêm ngày 10 tháng 8, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Nam Biển Đông và bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo do bão hai hướng về Móng Cái nên từ đêm ngày 10 tháng 8, ngày 11 tháng 8, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Cảnh báo mưa lớn từ chiều tối ngày 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm một đợt, có nơi trên 250 mm một đợt. Tin bão khẩn cấp bão số 2, bão Mulan gây gió giật cấp 10. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022 và có tên quốc tế là Mulan. Hồi 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão số 2, bão Mulan ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc, 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Đến 13 giờ ngày 11 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vực khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, từ 39 đến 61 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng suy yếu dần. Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, chiều cường. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, từ tối và đêm mai ngày 10 tháng 8, gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo mưa lớn, từ chiều tối mai mùng 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Tin bão khẩn cấp, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Mulan giật cấp 10. Đường đi phức tạp và gây mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều ngày 9 tháng 8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 năm 2022, có tên quốc tế là Mulan. Hồi 13 giờ ngày 9 tháng 8, vị trí tâm bão trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 300 km về phía đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 110 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10 tháng 8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 350 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong khi đó, tại các tỉnh miền Bắc, do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay mùng 9 tháng 8, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm ngày mùng 8 tháng 8 sáng ngày mùng 9 tháng 8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, từ ngày mùng 10 tháng 8 mưa tăng dần. Từ chiều tối mai mùng 10 tháng 8 đến khoảng ngày 12 tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Tàu cá cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển Hà Tĩnh. Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tàu cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trong nhiều giờ qua. VOV điện tử dẫn nguồn tin từ lãnh đạo xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, đến sáng ngày 9 tháng 8, vẫn chưa có thông tin gì về chiếc tàu cá cùng 5 ngư dân bị mất liên lạc trên biển. Trước đó, vào chiều ngày 8 tháng 8, tàu cá mang số hiệu HT20408TS của ông Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, đang hoạt động nghề câu tại vùng lộng biển Hà Tĩnh và di chuyển về cách đất liền khoảng 20 hải lý thì bị hỏng máy, không di chuyển được.
Tại thời điểm này, trên thuyền có 5 ngư dân, 4 nam và 1 nữ. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu cỡ lớn của Hải đội 2 ra biển ứng cứu. Tuy nhiên, sóng to, gió lớn, tàu cứu hộ chưa thể ra khơi. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay chính quyền địa phương cũng đang điều động các phương tiện, lực lượng cùng các tàu ngư dân ra tìm kiếm. Do thời tiết ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên biển, sóng to, gió lớn, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp khó khăn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh tổ chức cứu hộ, cứu nạn, thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu thuyền gần khu vực tọa độ trên để hỗ trợ cứu hộ. Đồng thời thông báo cho các tàu của ngư dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa trong quá trình hoạt động trên biển tham gia tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn 5 ngư dân. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.